À, bây giờ mình sẽ vẽ cái mẫu cho cô khách nha các bạn. Thì mình lấy tay trắng ra. Bây giờ mình sẽ chấm nha. Đây, mình sẽ chấm đây. Mình sẽ chấm 4 cái chấm trắng. Đây, mình chấm bự lên, chấm 3 cái cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo cánh nha. Bạn thấy mình đã kéo được 3 cánh hoa rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy màu trắng nè. Cánh hoa mình có thể sửa đồ ở cho to cũng được. Rồi bây giờ mình lấy cỏ vẽ lai nha. Mình lấy màu trắng, mình vẽ một cánh dài xuống đây. Dính cái sợi lông. Rồi, ở trên đây là mình vẽ một cánh dài lên á. À, là mình xong ha. Rồi, bây giờ mình vẽ ngón này nè. Cái này vẽ rất là simple luôn các bạn. Đi một lần trắng thẳng qua đầu móng. Rồi tô đầu móng lại luôn. Rồi bây giờ mình kéo đây. Nó kéo một lần dài lên nha. Bây giờ mình tô lại. Rồi bên đây nè. Còn mấy cái kia mình đã xịt ấm rê rồi nha các bạn. Em mình đã chia sẻ nhiều cái clip ấm rê rồi nên em mình không có quay cái lúc mình xịt ấm rê. Rồi đó, là mình đã xong hai ngón giả. Rồi bây giờ mình cho hoa nha. Rồi qua đây cũng vậy. Bây giờ bên đây mình vẽ cái chiều đối diện lại. Hai mình cũng chấm chấm trắng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kéo vô nha. Rồi bây giờ mình vẽ hai cái lá. Rồi vậy là mình xong cái mẫu này rồi các bạn. Lát lại mình chấm một chút xíu kim tuyến ở đây nè. Sau khi mình hơi khô đó. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ ngón này.
Rồi bây giờ mình cho hơi nha các bạn. Rồi bây giờ cái bông bên đây đơn giản, cái chỗ này mình bỏ một tí xíu kim tuyến vô là xong. Đó, một chấm kim tuyến ngay dễ, giờ mình đã xong cái bông này. Rồi bây giờ cái bước kế tiếp là mình bỏ nước bấm nha các bạn. Mình chừa ngón nó ra, mình bỏ nước bấm mấy ngón này trước, mấy ngón này mình xịt tấm rê nè. Đó, bây giờ mình bỏ lên nó mới bóng ra đây. Đó. Ngón này mình để kim tuyến khô ha, bỏ ngón này. À, bây giờ mẹ mẹ bỏ cái này, kim tuyến nó khô rồi đó, mình kéo chỗ đó nhẹ nhẹ mình lướt qua thôi. Rồi đó là mẹ đã hoàn thành xong bộ móng của khách là ngày hôm nay nha các bạn. Em mẹ xin kết thúc cái video tại đây.